với những cái tên hết sức quen thuộc. Ở trong khuôn gỗ là thủ thành áo số 1 Bùi Tấn Trường và cũng là người đeo băng đội trưởng hàng thủ gồm số 7 Sơn Ngọc Đức, số 16 Mạc Đức Việt Anh, số 3 Tấn Sinh, số 34 Hoàng Dương. Và ở trên hàng tiền vệ, bộ đôi Minh Tâm và Tử Nhân đá thấp nhất. Phía trên bộ ba có tình huống tấn công là số 17 Mạnh Hùng, số 70 Công Phường và số 10 Sĩ Giáp. Về phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, sự lựa chọn những cái tên đá chính trong ngày hôm nay của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương gồm thủ thành mang áo số 1 Nguyễn Tân, hàng phòng ngự số 6 Khả Đức, số 21 Văn Dung, số 24 Nhật Minh, số 5 Nhật Linh. Gia Huy là người đá thấp nhất hàng tiền vệ. Bốn cầu thủ phía trên là Thế Dũng, Thanh Xuân, Tuấn Phong, Anh Quân và người đá cao nhất là Hoàng Chiến. Phối hợp bật nhai vẫn đang là cầu thủ đưa bóng vào. Nhạc Minh là người đã hóa giải thời cơ. Thanh Bình, đây là Lưu Tử Nhân, rất thoáng, cơ hội dành cho đội chủ nhà, dứt điểm không vào. Pha xử lý của Sĩ Giáp tưởng chừng như là đã có thể có màn ăn mừng trên sân vận động Bình Phước, nhưng cú dứt điểm của số 10 sau khi kết thúc thì đã đưa bóng đi ra ngoài. Pha mở bóng rất hay của Lưu Tự Nhân, một khoảng trống mênh mông đã được mở ra, nhưng Sĩ Giáp lại có một pha xử lý hơi chần chừ sau tình huống đỡ bước một có phần hơi dài. Hay tiền đạo số 1 Bùi Văn Bình, đây là Thanh Bình, đường chuyền hợp lý, Mạnh Dũng, rất nhiều khoảng trống nhưng quả đưa bóng vào là chưa tốt, vẫn còn cơ hội dành cho Trường Tư Bước. Đánh đâu, lại là Công Phượng. Thật sự là sân đấu Bình Phước đang là miền đất lành của Nguyễn Công Phượng, bàn thắng thứ tư ở sân đấu đây rồi. Và vẫn là chân sút mang áo số 70 mang đến niềm vui cho các cổ động viên của Trường Tư Bình Phước. Công Phượng quá có duyên trên những trận đấu trên sân nhà. Nụ cười rất tươi của chủ tịch Phạm Hương Sơn. Công Phượng ghi bàn ở phút thứ 10 bằng một cú đánh đầu rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Giờ thi đấu của trận đấu này là vào giờ cơm tối và thực sự là Công Phượng đã mang đến một món ngon dành cho các cổ động viên với pha đánh đầu này. Rất đơn giản, người đã kiến tạo là Mạnh Hùng. Công Phượng chỉ cần đứng đó đánh đầu đưa bóng vào khung thành, không cần phải làm gì một cách quá phức tạp. Một công dành cho Trường Tư Bình Phước ở phút thứ 10 của trận đấu này. Đường chuyền dài, lại là Mạnh Hùng bên cánh trái. Mạnh Hùng đảo chân, Mạnh Hùng lại đưa bóng vào, dứt điểm. Lại là Công Phượng ở phía trong, nhưng lần này thì cú bắt vô lề đã đưa bóng đi chệch khung thành. Một công thức được lặp đi lặp lại, kịch bản được tái diễn, nhưng tiếc là cái kết của tình huống dứt điểm này đến từ Công Phượng lại không thể hoàn mỹ như là tình huống mở tỷ số ở phút thứ 10 của tiền đạo sinh năm 1995. Đường chuyền dọc biên khá tốt, đưa bóng vào, khá nguy hiểm, xích chút nữa là có bàn phản lưới nhà. Đó là tình huống phá bóng của Nhạc Minh và xích chút nữa thì anh đã bị thành tội đồ. Lại là Công Phượng đã phạt góc, đánh đâu, 2-0 dành cho Trường Tư Bình Phước. Và lại là có dấu giày đến từ Nguyễn Công Phượng với một pha kiến tạo. Người lập công lần này là Lưu Tự Nhân. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã quyết định thay 3 người ngay trong hiệp 1. Nhưng những sự điều chỉnh này chưa kịp để có thể gọi là làm nóng nữa thì đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Nguyễn Công Phượng kiến tạo ở góc phạt góc. Và người ghi bàn là Lưu Tự Nhân. Một trận đấu mà mọi thứ đang diễn ra hết sức thuận lợi dành cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức.
quả treo bóng quá tuyệt vời. Và pha chạy chỗ chọn điểm rơi đánh đầu của Lưu Tự Nhân thì không thể cản phá. 2-0 dành cho đội chủ nhà Trường Thương Bình Phước. Lại là thời cơ dành cho đội chủ nhà Lê Thanh Bình. Đường treo bóng đánh đầu. Pha không chiến chưa thực sự chính xác đến từ Mạnh Hùng. Công Phượng chưa có ai đánh đầu thứ hai rất trống. Đó là cú bắt vô lề của Minh Tâm. Đây là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ra sân nhất bên phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Và vừa rồi là cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa. Mạnh Hùng sút xa. Phải dứt điểm khá quyết đoán của số 17. Đây lại là Nguyễn Công Phượng mở bóng cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng dứt điểm, quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp. Và xử lý có phần cá nhân của số 17 và nó khiến cho Thanh Bình cảm thấy không hài lòng. Và dứt điểm có phần là hơi vội đến từ Mạnh Hùng. Còn nhiều phương án khác. Lại là Công Phượng qua người khéo léo. Công Phượng chuyền bóng rất hay. Mạnh Hùng coi đối mặt không vào. Chúng ta đang được xem Nguyễn Công Phượng chơi cực kỳ thăng hoa tại Trường Tươi Bình Phước. Khá đáng tiếc là ở tình huống vừa rồi thì người đồng đội Mạnh Hùng đã không thể tận dụng được màn đáp lễ của Công Phượng. Bàn mở tỷ số của Công Phượng là do chính Mạnh Hùng kiến tạo. Và vừa rồi sau một tình huống xử lý qua người khéo léo thì Công Phượng đã mở ra thời cơ đối mặt cho người đồng đội mặc áo số 17. Công Phượng sẽ lại là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Công Phượng đánh đầu. Tỷ số suýt chút nữa là 3-0. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý khéo léo của Công Phượng và sau đó là đường chuyền cực kỳ chính xác để mở ra thời cơ đối mặt dành cho Mạnh Hùng. Và đây là cú đánh đầu của Thanh Bình. Bóng đã được lái về góc xa cách cực kỳ điêu luyện. Tiếp tục là các cầu thủ Trường Tư Bình Phước. Thanh Bình, cơ hội của Thanh Bình dứt điểm không vào. Chúng ta đang được xem lại cơ hội trước đó của Lê Thanh Bình. Tình huống mà số 91 đã quyết định xử lý cá nhân và cú đá chìm này là không đủ để đánh bại được Nguyễn Tân. Tô Phương Thịnh, Bùi Văn Bình. Bùi Văn Bình đã bị bất ngờ nhưng đó là sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự bên phía Trường Tươi Bình Phước. Họ đã biếu không bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho đối phương. Đây là tình huống mà Trường Tươi Bình Phước đã phải nhận bàn thua. Mạc Đức Việt Anh đã bỏ bóng nhưng anh không hề nhận được sự hỗ trợ từ Bùi Tấn Trường. Và có lẽ đó là một tình huống bỏ bóng thiếu đi sự cẩn trọng của Mạc Đức Việt Anh, bởi đồng đội bên trong thì chưa sẵn sàng để băng ra. Và đó là pha đốt lưới nhà của Huỳnh Tấn Sinh sau nỗ lực đưa bóng vào. Cũng quay trở lại với Bà Rịa Vũng Tàu để bóng dọc biên. Đức Duy đã dâng cao và rất thoáng bên cánh phải dành cho Bà Rịa Vũng Tàu đưa bóng vào. Cơ dưới đêm tiếp tục là một cú đá nữa. Sóng gió thực sự là đến liên hồi với khung thành của Bùi Tấn Trường. Công Phượng qua người ở phía sau trống trải. Đây là Nguyễn Công Phượng. Công Phượng không vào. Công Phượng đánh đầu. Cơ hội từ tuyến ngay vẫn còn. Khá đáng tiếc dành cho Trường Tươi Bình Phước. Trong khi đó thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở về sân nhà tiếp đón kẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đưa bóng vào khá nguy hiểm. Dứt điểm vào. 2-2 dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta cùng xem lại quả rót bóng về phía đáy sân đấu và sau đó là quả trả ngược. Và Bùi Tấn Trường lần này mắc sai lầm. Quả trả ngược không có gì nguy hiểm nhưng Tấn Trường đã đón sai điểm rồi.
nó chẳng khác nào là một đường kiến tạo để cho Tô Phương Thịnh bay vào, thực hiện cú bắt vô lê tung lưới Trường Tư Bình Phước. Công Phượng không vào. Hiệp 1 thì Công Phượng đã có bàn thắng, nhưng hiệp 2 thì chưa. Quả đá quá khó chịu. Và đúng là chỉ có tầng may mắn thì mới cứu tour được cho Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Công Phượng đã vẽ nên một đường cong, nhưng bóng lại chạm vào cột dọc chứ không phải là mảnh lưới của đối thủ. Người chạm bóng là Tấn Sinh. Bóng vào lũng quẩn trong vòng cấm của Bà Rịa Vũng Tàu. Cú dứt điểm vào! Bùng nổ cầu Trường Bình Phước với pha dứt điểm này. Thật không thể tin được với một cú ra chân quyết đoán và bóng đi nhanh như điện xẹt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cú đá ngay và bóng đi vào một góc quá hiểm. Tỷ số là 3-2 và lúc này thì Công Phượng đang mang bóng lên. Và tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 3-2 dành cho Trường Tư Bình Phước trước câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Họ đã có hai bàn thắng nhân trước do công của Công Phượng và Lưu Tử Nhân trận đấu đầu tiên. Nhưng từ phút 70 đến phút 81 thì họ liên tục phải nhận hai bàn thua đến từ bàn phản lưới nhà của Tấn Sinh, cũng như là pha lập công của Tô Phương Thịnh.